Chào mọi người, khoai lang là một món ăn quen thuộc với người Việt mình. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người món bánh khoai lang. Bánh có vị bùi của khoai lang, vị thơm của bơ, vị ngọt của đường và vị béo của sữa. Nửa ký khoai lang gọt vỏ, rửa sạch. Cắt thành từng khúc nhỏ, mình luộc hoặc mình hấp đều được. Mình dùng khoảng 20 g bơ. Bơ mình quét đều quanh cái tô cho chút xíu nữa mình quét cái khoai nó không có bị dính. Khoai chín của mình vớt khoai ra, bắt đầu mình nghiền nát khoai với bơ với đường. Lúc này khoai nó đang nóng cho nên mình sẽ nghiền khoai trước, sau đó mình bỏ đường. Khi nào mà khoai nó hơi nguội nguội rồi mình mới phải bắt đầu bỏ trứng. Mình bỏ trứng sớm quá thì sợ trứng nó sẽ bị chín. Với nửa ký khoai lang thì mình dùng cỡ khoảng 15 g đường. Mình có thể gia giảm cái lượng đường này tùy tùy cái khẩu vị gia đình mình ha. 1/2 muỗng muối, muỗng cà phê muối thôi. Cái này để cho nó dằn cái vị ngọt xuống. Khoai sau khi nguội thì mình bắt đầu cho trứng vào. Cái này mình chỉ sử dụng lòng đỏ, không sử dụng lòng trắng. Khoai không cần nguội hẳn đâu mọi người, hơi ấm ấm tay là được, miễn mà nó không có làm cho trứng nó chín là được. Cái lượng sữa này á, thì mình bỏ vào mình canh nha. Tại vì tùy vào cái loại khoai mà nó bột hay nó dẻo. Vì cái này mình canh vừa thôi. Cái lượng sữa mọi người cho vô từ từ thôi ha. Khi nào mà nó đạt được cái độ nó không có làm cho dính tay nữa, mà nó cũng không có bị khô, khô quá thì nó bị bể bánh, mà nhão quá thì khó bắt bánh, nó nhão quá mình khó nướng lắm. Sau khi bột đạt á thì mình bắt đầu cán mỏng bột ra. Mình cán độ dày cỡ khoảng 1 hoặc là 1,5 cm ha, là vừa. Sau đó mình chấm cho vuông vức, chỗ nào thiếu thì mình thêm cái phần rìa bổ sung vô. Nhìn vậy thôi chứ lúc mình thao tác nó cũng đơn giản lắm. Giờ mình chia bánh theo cái kích thước mà mình mong muốn. Ở đây mình chia cỡ một miếng bánh là có cạnh 3 x 3 cm.
Như vậy mình thấy nó vừa ăn. Để chia cho đồng đều thì mình cứ chia đôi ở giữa trước, sau đó mình mới mỗi phía mình mới chia theo cái kích thước mình mong muốn thì nó sẽ dễ hơn, mà đều hơn, không bị dư bị thiếu gì hết trơn. Giờ mình xếp bánh lên vỉ nước. Khi mình cắt á, thì cái khoai lang này tất nhiên nó có cái phần xơ, cho nên là khi mình cắt á, thì nó sẽ để lại một chút cái đường viền xơ, cho nên mình dùng cái tay á, mình nén nén nó lại chút xíu để cho cái bề mặt của cái bánh nó sẽ được mịn hơn. Mình dùng một cái lòng đỏ trứng gà mình đánh viễn ra để mình quét trên những bề mặt. Cái lớp trứng gà này nó giúp cho cái bánh mình nướng nó không có bị khô mà nó lên màu bóng đẹp, mà nó có lúc mà nướng xong á, nó sẽ có một cái lớp vỏ nhìn giống như kiểu giống như mình ăn bánh bía, nó hay có một cái lớp vỏ mỏng như vậy. Để trang trí cho bánh nhìn nó xinh hơn thì mình có thể dùng cái hạt mè. Ở đây mình dùng mè đen, mình trang trí cái hình bông hoa cho nó đơn giản. Hoặc một cách đơn giản nhất là bạn cứ rải, dùng một nhúm cái mè, mình rải trên bề mặt cho nó nhanh. Còn đây mình muốn cho nó đẹp đẹp hơn tí xíu thì mình chấm từng cái hột mè mình trang trí. Cái này trang trí có thể trang trí hình hoa hoặc là hình mặt cười, cái này tùy ý mình. Bây giờ mình bắt đầu nướng. Bánh này mình nướng là 180 độ, lửa trên lửa dưới, và trong khoảng 10-15 phút. Mình thì mình nướng cỡ khoảng 10 phút là được rồi. Bánh xong rồi nè mọi người. Bánh vàng ươm, nhìn cưng ha. Như vậy là món bánh mình đã hoàn tất. Món bánh này mình có thể dùng để ăn chơi. Đại tiệc buffet cũng rất là ok, hoặc là biếu gửi bạn bè. Chào mọi người và chúc mọi người thành công nha.